coi coi nó sao có quay với các bạn không. Đúng rồi. Trời. Không có chơi tôi không nói đâu. Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang ở Bình Giang 2, tiệm máy tính đựng nha. Thì hiện tại thì chú đang test một cái con máy Isuzu. Vỏ thì vỏ mấy mét quên rồi chú. 9m2, bề ngang lái 1m8 ha. Giờ đang chỉnh cái máy nè các bạn. Ủa, what? Đuôi của Cano. À con giáp chứ không phải là Isuzu các bạn. Dạ. Mình nói lộn. Nhiêu nhiêu cái máy này nhiêu mã lực anh? Để 80 kW. 80 kW thôi, vậy là máy này máy điện hả ta? Đầu điện hả? 90 mấy ngựa. Bích tập nó nhiều không biết. Thôi thì không có cái dầm. Cái đầu này nặng 285 kg. Tua 36 các bạn ơi. Nhiêu? À, đây nè, đúng rồi. Có chục bô. Cái này là tua 36. Và đang thử nghiệm cái vỏ này chắc cũng mới xuống xuống đề luôn các bạn, vỏ mới luôn nè. Cái máy này nặng là 286 85 lộn. Chạy thì chạy cái bộ. Ủa chưa gắn cái đầu lái luôn. Chàng ơi. Ủa lái làm gì luôn hả? Gì nè. Ơi vô mới chế. Độc la Bình Dương rồi. Rồi giờ anh đề ngay. Sao mình không lên kiếm cây sắt cho dài thế nặng không anh? Đâu lái được. Ngồi với máy lái được. Đù. Cái này cái vỏ này chơi đâu đậu vậy. Nặng bộ dữ lắm mà nha. Đây là cái chỗ lái là vậy giờ, không có số luôn, chạy thẳng luôn ha. Có. Đù. Sông cạn các bạn và đang dính gác rồi. Vỏ này bề ngang 1m8 là dài tới 9m8 cho nên là cũng khá là bự ha. Để mình xích đằng trước cho các bạn coi. Ui lạ trời, bề ngang nó bự nè, nó chà bá luôn các bạn thấy không? Dữ lắm, bự luôn. Cái chiều cao lái nó là bao nhiêu chú? Chút xíu nè chàng ơi. Chiều cao là 7 tấc mấy các bạn, là cái từ ở dưới cái lái, điểm lái lên trên này mà phần ở dưới đằng lái ha. Để mình ra phía sau mình review cái máy cho các bạn cùng xem nè. Trải nghiệm cách nhảy sống các bạn. Một tí nữa là ra sông lớn này. Gỡ gác.
dính gác rồi, anh chở gác nha mọi người. Đỡ gác không chở. Đủ. Nó bị dính ở phía trước rồi nè các bạn. Thử chế anh. Vô số là phải móc lò vậy đó. Đó cái bộ này làm nhộn nè bạn ơi. Đây là cái chú ông làm rồi các bạn. Giật thì thấy gì quá thôi rồi. Cái loại này à động cơ 90 mấy mã lực, cho nên là gắn cái bộ dép này thì tua nó hơi chậm nha các bạn, tua nó hơi chậm một chút xíu, chỉ chạy ra lớn là mới bóc lửa, còn chạy ra hơi nhỏ thì nó hơi tê nha, nó hơi tê cái vỏ chút xíu. Một tí nữa đây thì ra ngoài sông lớn mình sẽ quay tiếp tục cho mọi người cùng xem nha. Cặp mé này có một cái chiếc vỏ khá là khủng, cũng là cố tính lưng nha các bạn, mà dữ lắm cái vỏ rồi nó bự. Bây giờ là ra sông lớn nha. Anh ơi, chút nữa cho em ngồi bên bến của tính lưng cái nha. Nè, cái gì vậy? Trời ơi, Đà Lạt nằm trời, nằm bờ nữa kìa. Ngồi chỗ nào? Hả? Chút nữa cho em ngồi, ngồi nói chuyện lại, ngồi bên bến của tính lưng á. Ngồi lên cái thôi. Ờ, đưa em lên bờ chỗ bến nhà mình đó. Mình lên chạm không hay luôn, muốn kiếm rồi, kiếm chạy luôn. Còn tầm 500 mét là ra sông lớn này, là mình sẽ chờ xem là anh sẽ test như thế nào nha các bạn. Quá anh ơi, đứng lắc thôi. Ông có chơi tôi không nói đâu. Chứ là trời. Má ơi. Có sao không cha nổi. Quỳ lại cha luôn, chả có không. Chắc ở được khoảng trình 60 rồi. Thử lại được nhiêu vậy. Ờ anh đo thử lại. Đo thử cái chương trình này được nhiêu để lên lấy chương trình kia. Ok. Dạ. Quá bông, quá bông. Không. Không có rồi sao. Đãi, đãi, đợi chút đãi. Tắt máy đi, tắt máy đi, đãi cái. Chưa có. Thôi tắt, để đi đi. Hiện tại là mình có ứng dụng là ứng dụng 84 đây để mình cho các bạn xem nè. Đây nè, nó hơi tối rồi. Sáng lên xíu để coi thử chạy được tốc độ nhiêu đó, là nếu nó đúng hay không thì các bạn và mọi người cùng đây nè, nó hơi tối, rồi, tối nha. Để ba đây. Đó, rồi ba, chạy ba. Đi anh, đúng hay không thì mà góp ý nha. Áp, không biết áp nặng áp nhẹ không biết. Chiến dịch này thì chạy trước, nếu mà chạy không đạt tốc độ thì bỏ cái trứng ngỗng vô nha các bạn, cho nó bự hơn. Chạy tốc độ nhiêu rồi đề hết cháy luôn rồi.
vì là hiện tại là mới xong cái phần ngoài, chủ yếu là chạy cho tép thôi, chưa có ổ đề, chưa có cần số và chưa có cần lái luôn. Dịch này cái cảm nhận mình ngồi đó nó bị lút nước các bạn, nó giật luôn. Thì để cho anh thay cái dịch khác vô ha. Bây giờ thì tới trên bờ mình sẽ leo lên bờ quay cho các bạn cùng xem ha. Mình sẽ cho các bạn cùng xem lại nè. Đó, đây. Ok, bây giờ thì anh sẽ chạy lên bờ đổi dịch và test lại cho các bạn. Trên ghe thì có một chiếc cano chào bá đang chờ luôn nè. Thì đây là cái chân dịch của ảnh đang gắn vô ha các bạn. Thì anh nói là nó hơi luốc rồi, đang chạy lên lấy cái chân dịch khác thay vô ha. Đây cho các bạn cùng xem lại là cái ống, cái bộ chân dịch của chiếc cano. Ảnh chế là trên vỏ lãi ha. Đó. Thì chạy cái này thì nó ít bị nhảy các bạn. Tại vì đặt âm xuống nước á, là nó sẽ gánh đồng hết trơn tất cả phần mũi tới phần lái nè. Mình chạy nó rất là đầm. Và cái này sông Việt Nam này thì nó hơi dính gác một chút xíu, lục bình á, thì nó hơi cản, hơi dính chút xíu. Vì nước ngoài họ sản xuất cái này ra để dành cho quốc gia người ta. Hoặc là Việt Nam thì những cái vùng nào mà chẳng hạn như biển đẹp, sông sạch á. Còn ở vùng miền Tây của mình thì lục bình nó rất là nhiều, tại vì dùng nước ngọt đó các bạn. Đây là cái hệ thống trục bô nè. Trục bô này mình cũng thấy còn mới nhưng mà nó không có gáy nhiều ha. Chắc có lẽ là ảnh chưa có xả gió bớt hay là tăng gió bớt các bạn. Ôi hai cục bố nè. Qua wow, trời cái cục bố nó bự rồi. Bố này không biết là ảnh lấy từ đâu ra ha. Hồi nãy em đo được 42. Dịnh hơi luốc rồi mà không biết ứng dụng này nó có nặng hay có nhẹ gì không nữa. Tải cái app 84 này gì à, để em tải app 67 lại thử ha. 67 ha. Ok. Thì bây giờ mình sẽ tải cái app khác nha các bạn. Cái app này hồi nãy nó nặng quá. Anh gài số vô bắt đầu là anh dặn ra một phát một là ra ha. Đó. Cái bự là lớn hơn cái này là bao nhiêu tấc anh? Lớn hơn nhiều không? Em kè cắm ra thì nói chung ra mua chân vịt bự nó không có rồi mình chế luôn. Mình nấu thêm ha. À, cái này là gì, là cái chân vịt này là anh tự nấu thêm các bạn. À thấy rồi, mình thấy cái vết nấu rồi kìa. Tấc mình kè cắn thêm luôn. À nè, các bạn thấy là cái dàn nè, cái nhiêu cái mí này là ổng tự kè thêm luôn nè. Tại vì mua không có các bạn. Thì đây là cái ứng dụng mới ha, ứng dụng tên 67, mình tải lại để coi nó cải thiện hơn chút nào không ha. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu ha, nãy là 4 người, bây giờ giảm 1 người còn 3 người nha các bạn. Giờ chú này trên bờ rồi. Bây giờ còn 3 người. Ủa mình có số ve không anh? Thôi. Hả? Cái này có số ve nha các bạn.
Bây giờ mình sẽ mở app cho các bạn xem luôn nha. Chú ơi, chú đi theo chú. Trời, mới nói chú ở nhà rồi chú lên nữa rồi. Rồi à. Rồi, nóng nước rồi, giật các bạn. Chạy lại đi, mình sẽ sử dụng app 84 hồi nãy loại một phát để so sánh. Để mình bấm lại mình để so sánh cái. Rồi chạy lại anh. Rồi. Dính gác rồi. Gác rồi anh ơi. Sông của mình thì lúc nào gác cũng rất là nhiều các bạn. Cái bọc cà bá luôn kìa. Rồi mình phải thủ thế đàng hoàng nha. Cái app 84 đó các bạn thì nó đạt 42-43 ha, còn cái app 67 này thì lên được 50. App này lên 50 rồi. Rồi ảnh sẽ đảo lên một vòng nữa để mà xem lại cái này nha các bạn. Cho mình lên tờ để quay nha. Anh lên ra một phát cái nhỏ cái vỏ nó nhóng nhóng lên thổi cái đầu luôn trời. Để lên tờ rồi. Ok mình sẽ lên tờ nha. Rồi bây giờ mình đã lên tờ đúng không? Hiện tại đây còn hai người. Đó. Đủ trời gì chứ. Hai tay cũng thiệt chứ các bạn. Cái loại chuyên dịch mà cano này các bạn nó không có phúng nước như là đuôi tôm hoặc là chuyên dịch kia ha. Tốc độ lên 50 nha. Vậy rồi đó. Rồi anh này chạy bao dẫn luôn. Rồi giờ xem anh quay lại ha. Còn cái mũi nó ngóc lên coi kìa. Rồi. Có tiếng chụp cô nó chạy ngang nó hú một cái còn hơn nó chiếc trực thăng bay ngang nữa các bạn ơi. Quay lại nữa. Hiện tại thì mình đang đứng trên một cái chiếc vỏ các bạn, nó chạy ngang sóng nó lắc nó hơi giật nha. Trời ơi. Ôm cua ngang ra. Trời ơi lên ga mũi kìa. Theo như quan điểm mình nghĩ là cái vỏ nó hơi bự hơn cái sức máy với cái bộ chuyên dịch đó nha các bạn. Đó là có em diễn này các bạn ơi. Còn lại là bao lắc rồi. Diễn.
Rồi bây giờ sẽ biểu diễn cho các bạn xem nè. Wow, dữ lắm rồi. Mấy chú kia ông ngồi ông ối luôn bây giờ đi nè. Trời ơi. Vô lại này chạy thấy cái lỗ mũi người ta không có bạn. Coi chú xuống cái chống ối. Trời ơi, má ơi. Ngoại lại. Đó. Như là trong nước dưới đây. Quá quậy rồi. Trời ơi là trời. Ôi. Gì vậy? Vậy là trời chút xíu là banh luôn. Ôi là trời. Này. Bắt lái rồi các bạn ơi. Lũ vô cái cây đó luôn rồi. Phải chở người chơi. Đó, trên bờ là bờ cả. Đó. Lý do là cái mũi anh chạy kìa, chạy được nhánh cây đêm về các bạn. Cái mũi nó ngóc cao quá, anh không thấy đường, anh lũ vô bờ luôn. Đó, thấy anh chưa? Rồi. Quá trời chạy. Mình ngồi trên đế xuồng nó lắc quá các bạn. Đó nè. Quá máu mà. Cái máy này thì nó hơi nhỏ hơn so với cái sức vỏ các bạn. Nếu như cái máy này mà chạy đua tôm rồi á thì chạy mới dữ. Còn này là bộ chiến dịch của Cano, hơi nhỏ. Với lại là máy mình nó tua nó có chỉ có 3.000 mấy thôi, nó không có phù hợp ha. Bởi vì máy này lên tầm 5.000 tua thì bao giọt. Con này thì quay đầu tại chỗ luôn nha các bạn. Có ổi không chú? Có ổi không? Ở trên này chú này ông la quá trời luôn các bạn ơi. Này phải kiếm chiếc nào chiếc xứng tầm mà đua một cái chạy trên sông thì thôi đã rồi vậy ta. Nữa kìa. Ủa anh ve luôn hả ta? Có mà nãy nó có số ve lại. Anh đang thử, anh thần thử các bạn. Chưa yên đâu, còn nữa. Lùi hết ra luôn coi đứa nó có chạy vô lái không? Này là anh đang thử số tới luôn coi nó ăn ngọt không ha. Ghe một cái như xà lan mắc cạn ơi. Bây giờ chú tức mình lắm rồi đó. Ôi bẻ lái bằng tay ngoài tay trong luôn kìa. Từ thế đấy đó, ngồi từ thế đó là hiểu rồi đó. Thì hiện tại là anh chỉ test, anh chỉ test trước thử xem là tốc độ nè cũng như là rung hay không thôi. Chứ còn nói gì cải thiện tốc độ tối đa thì anh có thể là làm những dịch khác hoặc là căng nền căng này kia là hoàn chỉnh hết nha các bạn. Này là vừa gáp cái nền máy xong á là anh chạy thử thôi. À. Lại luôn. Cầm dây nó hơi bị mát ha. Lên da nhẹ thế này coi nó sao không quay với các bạn không.
Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Thì ảnh bây giờ nó test xong rồi. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Hôm nào thì mình có tình có ghé ở đây, có cái nào la lại thì mình sẽ quay tiếp tục cho mọi người cùng xem nha.